nhật giá mít Thái hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2022 tại vựa khu vực Tiền Giang được ghi nhận dừng lại sau 2 ngày tăng liên tiếp. Giá mít được thu vào tại vựa. Kem lớn 8.000 đồng trên 1 kg. Kem nhỏ 3.000 đồng trên 1 kg. Mít chợ xô 2.000 đồng trên 1 kg. Mít chợ đẹp 3.000 đồng trên 1 kg. Tùy theo chất lượng mít và nhu cầu từng vựa, giá mít chợ được thu vào có thể cao hơn một chút. Cách phòng bệnh và trị bệnh thối gốc chảy nhựa ở mít. Bệnh do nấm Phytophthora gây nên, chủ yếu gây hại nhiều trong mùa mưa, côn trùng, sâu hại chích hút, nhựa cây tạo vết thương trên thân là điều kiện thuận lợi cho nấm Phytophthora thâm nhập. Thường những vườn mít quá ẩm ướt, cỏ rác, lá cây chất đóng xung quanh vùng gốc, làm cho vùng gốc luôn có độ ẩm cao. Những vườn trồng quá dày, tán lá rậm rạp, thường là những vườn bị bệnh gây hại nhiều hơn. Bệnh thể hiện ở vùng gốc có nhiều vết lết, nước dịch từ bên trong chảy rỉ ra, vỏ vùng gốc bị thối từ mảng to, bề mặt lớp gỗ ẩm ướt và thâm đen, lá vàng rụng và cây chết. Thường khi phát hiện được thì bệnh ở tình trạng nặng, khó chữa trị. Cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là trồng cây trên đất cao ráo thoát nước tốt, bảo vệ các loài thiên địch để hạn chế mật độ sâu rầy sâu gây hại. Phun phòng nấm Phytophthora và các chủng nấm gây hại khác bằng nấm đối kháng. Trị bệnh. Bệnh cần được phát hiện sớm, nếu để ở tình trạng nặng rất khó chữa trị. Nếu phát hiện sớm thực hiện trị bệnh như sau: làm sạch, cạo sạch những vết bệnh, sau đó sử dụng nấm đối kháng quét lên bề mặt vết thương nhiều lần cho đến lúc vết bệnh khô thì thôi. Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.